Sống trọn vẹn trước năm 30 tuổi, đừng quá bận tâm về tiền bạc. Có nên tiết kiệm trước tuổi 30? Nếu chúng ta bắt đầu trễ 8 năm đầu tiên, thì đến năm 60 tuổi, số tiền các bạn mất là 2 tỷ đồng. Từ đi làm, đi họp, đi ăn, đi chơi, đến hẹn hò, xí đú, tất cả đều là những quyết định đầu tư. Dạo này bên cạnh cái trào lưu đổ xô đi đầu tư bất chấp hết đu đỉnh chứng khoán rồi đến đọc lệnh thổi nến nghịch ngợm với crypto, thì lại xuất hiện một cái trào lưu đi ngược lại hoàn toàn cái xu hướng đó. Đó là những người khát khao được sống trọn vẹn trước năm 30 tuổi, đừng quá bận tâm về tiền bạc. Thực ra cái trào lưu này được xây dựng trên một quan điểm rất thực tế, đó là khi mà chúng ta mới 22, 23 tuổi, thực ra thu nhập của chúng ta khi đó còn rất là thấp, chả bao nhiêu hết. Thì nói là tiết kiệm, thật ra nó không bỏ bèn gì hết, chi bằng chúng ta dùng tất cả các số tiền còn dư đó để đầu tư cho những cái trải nghiệm mới mẻ, mở mang tầm mắt, nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình, để rồi đến khi chúng ta 30 tuổi, thu nhập của mình nó cao hơn nhiều, khi đó bắt tay vào tiết kiệm và đầu tư thì mới có tiền để làm cho tới nơi tới chốn. Thì wow, là tiền các bạn kiếm được thì chả có gì là đúng hay sai tuyệt đối hết. Quan trọng nhất chỉ có một điều thôi, là các bạn có hiểu được hệ quả của mỗi quyết định tài chính của mình thật sự là gì hay không. Hiểu đúng cái hệ quả của mỗi lựa chọn của mình và dũng cảm chấp nhận kết quả khi nó tới. Đó là biểu hiện của sự trưởng thành. Xin chào các bạn, là Hữu Trí của Mr. Well Ram, hay đẹp trai và chuyên tài khịa đến từ Học viện Wealth Power. Và ngày hôm nay chúng ta quay trở về với một bài giảng về chủ đề tài chính cá nhân. Ngày hôm nay anh sẽ không dạy cho các bạn phải làm gì, mà ngược lại, đối với câu hỏi là có nên tiết kiệm trước tuổi 30, thì anh xin được chia sẻ ba cái cách phân tích để các bạn cảm nhận được tư duy cơ bản về quản lý tài chính, rồi từ đó đưa ra những lựa chọn cho riêng mình. Rất cơ bản thôi, không có thuật ngữ đầu tư rườm rà rắc rối gì hết ha. Với những kiến thức phổ thông học tới lớp 7 là các bạn có thể hiểu hết cả những thứ mà anh chuẩn bị nói. Chơi không? Chơi không? Let's go. Quan điểm thứ nhất, đó là thói quen không phải là cái áo, cái quần, muốn mặc thì mặc, mà muốn cởi thì cởi. No, 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 no. Nếu có thể chuyển từ một thói quen lười biếng sang chăm chỉ, chuyển từ trì hoãn sang rốt rẽn, chuyển từ rụt rè sang tự tin dạn dĩ, chuyển từ hấp tấp đến từ tốn, và nếu nói thay đổi là thay đổi dễ dàng như thay một cái áo, thì anh nói thật, khi đó ai cũng thành Elon Musk, Putin hoặc là Ronaldo hết. Nói thiệt luôn á. Cho nên nếu mà những ai nói là cứ chi tiêu cho thoải mái đi, phải không? Rồi đến năm 29, chuyển qua 30, thổi phù một cái, từ năm 30 tuổi chúng ta bắt đầu tiết kiệm, bắt đầu chặt chẽ về tiền bạc tài chính của mình, thì thành thật mà nói đó là một suy nghĩ rất là ngây ngô của những tấm chiếu mới. Ngày 20 tuổi, khi mà anh đi học với Jim Rohn về tiền bạc, thì anh có nói với thầy là mai này khi nào con giàu có, con sẽ là một cái người hào phóng, con sẽ hết lòng để giúp đỡ tất cả mọi người. Và thầy anh trả lời là đừng có bullshit. Hào phóng và giàu có, hai thứ đó chả liên quan gì tới nhau hết. Nếu bây giờ con kiếm được 10 đô mà con không thể cho đi được 1 đô la để giúp đỡ người khác, thì tới lúc con kiếm được 1 triệu đô, con nghĩ là con đủ sức để cho đi 100 ngàn đô la để giúp đỡ người khác mà không vụ lợi. Cho nên tiết kiệm hay phung phí, đó là thói quen. Đưa ra cái quyết định tiền bạc bằng lý trí hay cảm xúc, đó cũng là thói quen. Thói quen tốt là thứ mà chúng ta phải trả giá và nỗ lực để rèn luyện và duy trì. Không thể muốn có là có được. Và hãy nhớ là một cái cây non sẽ dễ uống. Việc chơi thể thao thường xuyên, học những khả năng mới thường xuyên là những thói quen luyện tập dễ dàng hơn rất nhiều khi các bạn còn trẻ, còn khỏe, còn linh hoạt. Tương tự như vậy, quản lý một cách chặt chẽ, tiết chế chi tiêu cũng là một thói quen dễ luyện tập hơn rất nhiều khi số tiền nó còn ít và các bạn chưa phải gánh vác quá nhiều những trách nhiệm trong cuộc sống. Để chứng minh được điều đó, chúng ta sẽ sang góc nhìn thứ hai. Quan điểm thứ hai là cái thói quen chặt chẽ và lý trí với tiền bạc là thói quen nên có sớm hay muộn. Ngay cả bản chất cái câu hỏi này đã là một câu hỏi không chặt chẽ và lý trí rồi. Bởi vì sớm hay muộn là cái rất là cảm tính và chủ quan. Chặt chẽ là phải có con số. Cho nên bây giờ, anh tới công chuyện với các bạn. Sẽ có một ví dụ để làm các bạn bật ngửa ra luôn. Đây là một cái stimulation model, tức là một cái mô hình để mô phỏng về tích lũy tiền cá nhân theo thời gian. Bọn anh dùng để dạy học viên về cái tư duy phân tích và dự đoán về tiền bạc của riêng mình. Dĩ nhiên là để chia sẻ với các bạn, anh đã cắt bớt để đơn giản hóa, làm cho mọi người có thể dễ hiểu hơn.
ha. Bây giờ chúng ta đi vô nghe. Là nếu các bạn ra trường năm 22 tuổi với cái mức lương khởi điểm rất khiêm tốn là 60 triệu một năm, tức là 5 triệu một tháng ha. Và rồi cái mức tăng lương của các bạn mỗi năm là 5%, nghĩa là sau một năm lương các bạn được tăng thêm 250 ngàn, lên 5 triệu 250 ngàn ha. Và rồi mỗi năm các bạn saving, tiết kiệm lại 10% thu nhập, tức là chúng ta vẫn xài hết 90% số tiền của mình cho những nhu cầu cá nhân, ăn chơi xí đú, giữ lại 10% thôi. Và cái số tiền 10% này các bạn có thể dùng nó để gửi ngân hàng, để mua trái phiếu, hoặc là mua vàng, hay là mua những cái chứng khoán của những công ty rất là bền vững, blue chip. Sau đó để mà mỗi năm cái số tiền này mang lại một mức lãi suất rất là hợp lý, tức là 10% một năm, cao hơn khoảng 3% so với lãi suất tiết kiệm của ngân hàng và thấp hơn lãi suất của trái phiếu ngân hàng. Ok, khả thi không? Và với thói quen này, năm đầu tiên các bạn tích lũy được 6.600.000, năm thứ hai là 14.190.000, wow, năm thứ ba là 22 triệu, 3 năm trời đi làm tích được 22 triệu. Vậy đến năm 60 tuổi số tiền các bạn tích góp được sẽ là 4.546 triệu đồng, 4.5 tỷ. Có thể không phải là một con số làm các bạn cảm thấy cực kỳ sung sướng, nhưng đây cũng là một con số hợp lý. Và điều thú vị nhất của con số tiết kiệm này các bạn có biết là gì không? Là với số tiền này, gia đình các bạn chính thức lọt vào top 10% những người giàu có nhất ở Việt Nam. Theo như thống kê của cái tổ chức World Inequality Database, tức là dữ liệu về bất bình đẳng của thế giới, thì để lọt vào top 10% những người giàu nhất tại Việt Nam theo chỉ số của năm 2021 thì các bạn cần có tài sản là 181.000 đô, tương đương với 4.1 tỷ đồng. Nghĩa là với cái số tiền tích lũy là 4.500 triệu đồng thì gia đình các bạn nằm trong top 10% những người giàu nhất ở Việt Nam. Dễ sợ chưa các bạn? Tởm không? Nghĩa là cái thói quen nghe có vẻ rất đơn giản này, nó giúp các bạn giàu vượt mặt được 90% dân số của đất nước này. Cho nên hít thở và đừng nghĩ là thói quen này đơn giản, bởi vì 90% người dân Việt Nam với cái khát khao giàu có, nhưng khi họ không có được cái tư duy và công cụ cần thiết, mặc dù họ đều thèm khát tiền bạc, 90% nó đều thất bại. Cho nên đừng nghĩ là nó quá dễ mà chủ quan. Lý do lớn nhất khiến 90% mọi người thất bại với cái mục tiêu tài chính này đó là vì họ bắt đầu trễ. Mặc dù cái con số 4,5 tỷ năm 60 tuổi khá là thú vị, nhưng các bạn nhìn vào mô hình này sẽ cảm thấy rất rõ là trong khoảng 8-9 năm đầu tiên trong sự nghiệp của mình, cái tài khoản tích lũy của các bạn nó rất là thảm hại. Con số đó thậm chí tới năm 30 tuổi nó cũng chỉ ỏn ẻn được 106 triệu, không đủ để mua một chiếc SSI nữa kìa. Cho nên cái tâm lý của mọi người trong 10 năm đầu tiên này là gì? Là nó thật là vô ích, nó chả được lợi lộc gì hết. Thà là mình lấy cái tiền này mỗi năm mình bung xả, mình đi trải nghiệm, mình đi du lịch, mình đi chơi. Bất quá là sau 10 năm đó rồi mình bắt đầu, từ năm 31 tuổi mình bắt đầu nghiêm túc dành dụm, thì mình mất chừng 100 triệu là cùng, bất quá 200 triệu là cùng, đúng không? Và hãy tưởng tượng là nếu như trong vòng 8-9 năm đầu tiên chúng ta hoàn toàn không có saving và chỉ bắt đầu từ năm 31 tuổi, thì đến năm 60 tuổi số tiền các bạn có được chỉ là 2.688 triệu. Chúng ta mất 2 tỷ đồng để đổi lại cái sự sung sướng được tiêu xài thêm khoảng 6-8 triệu mỗi năm. Và rồi tưởng tượng đi các bạn, mỗi năm chúng ta được xài thêm 7-8 triệu, đúng không? Đó, khoảng 7-8 triệu gì đó mỗi năm, để rồi chúng ta mất 2 tỷ đồng về sau này, có đáng không? Cái các bạn vừa nhìn thấy đó là một công cụ tài chính đơn giản. Dĩ nhiên là anh đã giản lược nó tới mức tối đa để ngay cả một học sinh lớp 7 cũng có thể hiểu được. Còn ngược lại, nếu các bạn được trang bị thêm một vài những cái kiến thức và thông số về tài chính cá nhân nữa, thì bọn anh có thể hướng dẫn các bạn xây dựng được những mô hình giả lập chi tiết sát với thực tế của các bạn và chính xác hơn rất nhiều. Anh nói trước, khi đó những con số mà các bạn tính toán ra được sẽ còn làm các bạn bàng hoàng và khiếp đảm hơn rất rất nhiều về tiềm năng tài chính các bạn có thể chạm tới được. Cuối cùng, khi các bạn bắt đầu rèn luyện được cho mình tư duy chặt chẽ và thói quen cân nhắc sâu sắc hơn đối với 10% tiết kiệm của mình,
thì các bạn cũng sẽ tự nhiên áp dụng được tư duy đó cho 90% số tiền mà các bạn tiêu xài đi ăn, đi chơi, học hành, trải nghiệm. Thậm chí các bạn áp dụng một thói quen đó cho bất cứ nguồn lực nào của mình luôn. Bởi vì tất cả thực ra đều là đầu tư. Nếu các bạn nắm được các nguyên tắc về cách đưa ra quyết định đầu tư và nhìn cuộc sống một cách thoáng hơn, các bạn sẽ nhận ra là bất cứ lựa chọn nào của các bạn thực chất đều là một quyết định đầu tư đi kèm với hệ quả. Hay nói cách khác, nó là một cái asset allocation decisions that comes with consequence. Khi các bạn quyết định đi cà phê với một người bạn, tức là các bạn đã quyết định đầu tư 2 giờ đồng hồ, cảm xúc, sự quan tâm và 50.000 tiền cà phê trong mối quan hệ với người bạn đó. Khi các bạn quyết định mua vé để thưởng thức một bộ phim nào đó, nghĩa là các bạn đã quyết định phân bổ 2 giờ 30 phút, 100.000 tiền vé, 80.000 tiền bắp nước, cảm xúc, sự tập trung và khả năng được hoặc bị ảnh hưởng và thay đổi về giá trị và nhận thức bởi đạo diễn của bộ phim đó. Hoặc ngay lúc này, khi các bạn đang xem chiếc video clip này, thì các bạn đang dành ra 20 cho tới 30 phút và khả năng được hoặc bị ảnh hưởng về mặt nhận thức và hành vi tài chính cá nhân của các bạn. Thú vị không? Khi chúng ta nhìn vào những lựa chọn của mình dưới góc độ đầu tư giá trị, các bạn sẽ tức thì tỉnh táo hơn để cân nhắc hoặc nhìn nhận lại những lựa chọn của mình. Trước khi quyết định, chúng ta sẽ cân nhắc tài nguyên hữu hình và vô hình mà chúng ta bỏ ra là gì và những giá trị tương lai, the future values mà chúng ta mong muốn nhận lại là gì. Và sau khi kết quả của quyết định đó được hiện thực hóa, the consequence come, thông qua việc so sánh kết quả dự đoán và kết quả thực tế, các bạn sẽ cải thiện được kỹ năng phân tích cơ hội của mình cho lần chơi tiếp theo. Ví dụ khi các bạn quyết định bỏ tiền bạc và thời gian để enjoy một cái trải nghiệm ở một cái resort cao cấp nào đó, thì không hẳn cái kết quả nhận về lúc nào cũng là tốn kém và là lối sống xa hoa, phung phí, những mong đợi và nhu cầu ngày càng cao của chính mình, hoặc là một vài comment gato từ bạn bè trên mạng xã hội. Có khi các bạn sẽ có một cái kết quả rất là khác. Năm 2012, anh đã có một cái thương vụ rất thú vị giống như vậy. Đó là vợ chồng anh quyết định là đánh liều đi ở một đêm ở một cái resort cao cấp nhất và rất là đắt tiền ở Côn Đảo. Và những tưởng là bọn anh sẽ quay trở về với chi phí đắt đỏ mà mình đã mất đi và những bộ hình ảnh căng nét, lung linh và sang chảnh. Nhưng không, anh không chụp được bất cứ một tấm hình nào hết, bởi vì anh bị cuốn vào một cái không gian quá đỗi là giản dị, len lỏi giữa núi, rừng, những rặng cây và tiếng sóng biển. Và anh dành hầu hết thời gian trong cái chuyến đi chơi đó để chơi đùa với vợ và con trai của mình, hoặc là ngồi bần thần ngắm cây cỏ, đất trời. Và bọn anh bỏ ra một số tiền rất lớn. Cái mà anh nhận lại đó là một cái cảm nhận sâu sắc về lối sống nhẹ nhàng, đơn giản và gần gũi hơn với cây cỏ, với thiên nhiên. Và cái trải nghiệm đó nó thay đổi và định hình rất nhiều phong cách sống tối giản, tư duy đầu tư và kinh doanh của vợ chồng anh trong suốt 10 năm sau đó. It's beautiful. Và nếu nhìn từ góc độ này thì cái chuyến đi đó là một thương vụ đầu tư thành công ngoài sức tưởng tượng, chứ không hề phung phí. Ngược lại, thẳng thắn đi, nói là mang tiền đi đầu tư, nhưng nếu chỉ là ai vua hùa theo phong trào FOMO đu đỉnh chứng khoán với lại crypto, thì đã có hàng trăm ngàn những cái kết cục bi thảm của những nhà đầu tư phong trào được báo chí đăng nhan nhản trong suốt cả năm nay rồi. Cho nên, cút lại là một người nếu đã có cái tư duy phân tích đầu tư và thói quen đã cân nhắc chặt chẽ từ đi làm, đi họp, đi ăn, đi chơi đến hẹn hò, xí đú, tất cả đều là những quyết định đầu tư. Còn ngược lại, cái người mà đã có thói quen tiêu xài thoải mái, dễ dãi, thì dù là đi mua chứng khoán, bất động sản hay index crypto, thì về lâu dài cũng đều là những canh bạc hú hồn, những chuyến tàu lượn siêu tốc, hết hồn hết vía mà thôi. Nếu có thể tóm lại cái video clip dông dài này một cách xến xúa theo hệ phim Hồng Kông, thì cuộc đời này là một ván cờ đó hả? Mỗi một bước đi đều có hệ quả đến tiền. Có cái hôm nay đúng thì mai là sai, có cái hôm nay tăng thì mai là giảm. Mọi nhận định thật ra rất là tương đối. Quyết định có thể đúng hay sai, đầu tư có thể lời hay lỗ. Quả quyết đi tới cùng, cởi mở không ngừng học hỏi, thì đến tận cùng cuộc chơi, các bạn mới có thể là người sống sót để hốt sòng đó mà. Quay lại với quan điểm ban đầu là chọn tiết kiệm hay chọn trải nghiệm trước năm 30 tuổi, các bạn chọn cái nào cũng được, miễn là các bạn hiểu rất rõ tại sao mình đưa ra lựa chọn đó, và rồi đưa ra lựa chọn đi cho tới cùng, thì như vậy sẽ ok. Đừng quên, quyết định tệ hại nhất thực ra là không đưa ra quyết định. Còn lại, trong trường hợp các bạn lựa chọn là mình muốn ngay từ bây giờ nghiêm túc hơn để tìm hiểu, trang bị cho mình những tư duy đầu tư tài chính
tìm hiểu về các phương tiện tài chính đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, thì các bạn có thể follow và xem lại những video bài giảng tài chính cá nhân mà anh đã đăng ở trên kênh. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu về các khóa học cơ bản về tài chính cá nhân hoặc đi chuyên sâu vào đầu tư chứng khoán theo trường phái đầu tư giá trị của Warren Buffett, thì tất cả những cái link, những bài giảng miễn phí hoặc là thông tin về những khóa học của anh đều nằm trong description của video này. Và các bạn thật sự muốn tìm kiếm cái gì cho mình, dựa trên điều đó cân nhắc và đưa ra lựa chọn của mình. Và đó là chặng hành trình rất mong có thể đồng hành và chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn các bạn. Rồi, hết rồi đó. Còn biết làm gì tiếp theo chưa? Nhấn subscribe, nhấn like, nhấn cái chuông để nhận thông báo và comment và chia sẻ cho anh góc nhìn và những nhận thức mới mẻ mà các bạn có được sau video clip này. Nhớ nha, chúng ta là một thế hệ hành động. Xin được đồng hành cùng với các bạn. Thank you.